sau chia tay, cô gái đặt một tấn hành xích đến nhà bạn trai cũ vì làm mình khóc mất 3 ngày. What? Từ đó bạn trai chuyển sang kinh doanh online hành, tối ngày livestream bán hành, mại dô, mại dô. Nhanh tay đem hành đi buôn kiếm được mớ tiền, bạn gái khóc thêm 6 ngày vì ngu. Như em từ hai bàn tay trắng, mất em anh có cả vợ hành. Chàng trai bán lại một tấn hành, cười như được mùa 3 ngày, còn gửi lại một ít đến nhà cô người yêu cũ cà khịa. Vậy là cô ấy lại khóc, lại gửi hành đến, chàng trai lại được tiền. Kể từ đó người đàn ông có thương hiệu hành phi của riêng mình. À đâu. Những pha xử lý đầy khó hiểu của con gái. Thỉnh thoảng buồn buồn tôi lại bắt người yêu kể về người yêu cũ của anh ấy. Nếu anh ấy không kể thì tôi sẽ dỗi, mà kể xong thì tôi cũng dỗi. Kiểu gì? Tôi nằm mơ thấy anh ấy ngoại tình, thế là giận nguyên một ngày để anh ấy xin lỗi và hối lỗi vì đã phản bội tôi trong mơ. Trong mơ thấy chồng ngoại tình, tỉnh dậy tức quá đạp cho mấy phát. Đấy là lý do mà anh em chúng tôi hay phải nói dối, em là mối tình đầu của anh. Có vợ ai như vợ em không ạ? Bầu bí ngẩm hay cáu cùn, và rồi nó cũng tìm được niềm vui khi nó bắt em mặc quần của nó rồi đứng nhún nhảy cho nó xem. Làm xong nó bảo sao nhìn anh chán thế này mà em vẫn yêu được. Phụ nữ đôi khi thật khó hiểu, nhưng khi bầu càng khó hiểu hơn. Kiểu gì? Đang đi làm thì vợ gọi điện kêu có bầu. Em nhanh trí ra chợ mua tôm về nấu canh, thế đéo nào về nó dỗi các bác ạ. Vui quả mông căng đét ạ. Ông Trung giao bán máy bay riêng. Nếu free ship thì mua ủng hộ. Đang cần một chiếc để về Việt Nam ăn Tết. Không biết sang tên có dễ không nhờ anh em. Mà bố mẹ không say xe hay sợ độ cao thì cũng mua một cái về đuổi bò. Loại này chạy bằng pin hay dây cót vậy, có màu khác không nhỉ? Các cụ có câu, gái hơn 2, trai hơn 1, xin hỏi cách tán một chị hơn 2 tuổi. Nani? Em năm nay 25 rồi, có chị nào 27 để em tán không ạ? Trời ghê chưa? Trước tiên là em phải xuất trình được bằng lái. Thề không bao giờ yêu trai nhỏ tuổi hơn, cảm giác như mình là mẹ nó vậy. Động cơ khỏe và tốc độ nhưng vẫn an toàn, các chị thích an toàn nhưng vẫn phải mạo hiểm. Không cần phải cách gì đâu, các ông cứ tin tôi đi, chỉ một từ thôi các em auto đổ hết, nhà anh giàu. Siêu tốt là yếu tố kiên quyết, tiếp đến là luôn tỏ ra mình là một thằng đàn ông trải đời. Bad boy xíu cũng được và đôi khi lại phải như một cậu nhóc mới lớn, nũng nịu chút để các chị chiều chuộng. Con đường ngắn và dễ nhất là đi đổ vỏ cho bà chị. À đâu. Chờ chị đó khoảng 38,40 tuổi mà không có người yêu thì dễ tán hơn nha. Các em thì thích dày dặn kinh nghiệm, các chị thì thích tươi xanh mơn mởn. Bạn đang có đèn xanh quẹo phải, nhưng bỗng nhiên có người đi bộ qua đường, bạn phải làm gì? A. Cán người đi bộ. B. Kiểm tra xem xung quanh có ai không, nếu không thì cán người đi bộ. C. Đợi người đi bộ qua đường. D. Bạn chửi người đi bộ lẹ lên. Đa số ở Việt Nam thì đáp án đầu với cuối là được áp dụng nhiều nhất.
Trần Đức Thiện, phải là đáp án B, xem có ai thấy không rồi mới cắn chứ. Đèn xanh quẹo phải, hãy quan sát xem có ai không, nếu không thì cắn người đi bộ và đổ lỗi cho người đi bộ nhảy ra bất thình lình. Gặp tao là tao xuống dắt người đi bộ qua đường, giúp người còn hơn xây 7 tòa tháp Amipopo. Đầu tiên là chửi người đi bộ đi nhanh lên, tiếp theo nếu vẫn thấy chậm thì nên kiểm tra xung quanh xem có ai không rồi mình cắn người đi bộ. Theo logic quanh trắc nghiệm 12 năm thì chọn đáp án dài nhất là đúng. Có đến 99% khán giả chọn B, 1% còn lại chọn D. Tôi thì bế lên xe luôn, xe chở thức ăn cho chim. Nữ sinh con nhà nông mới lên đại học một tháng đã tiêu hết 32 triệu. Mày giờ học đại học tháng hết 20 triệu, may quá mình thi trượt nên không tốn tiền. Bạn từng thân mình năm nhất đại học được ngồi mẹt, được Daddy mua cho iPhone 11 đập hộp, ở chung cư, tuần xem phim 3 lần, đi ăn nhà hàng, đi du lịch nha, quan trọng ở bản thân như nào thôi, chứ kiếm tiền cứ phải nói là easy. Mình cũng là sinh viên năm nhất, ăn sáng như này thì gọi sang chảnh hay tiết kiệm ạ? Sau khi bố đọc được, tiền trọ 3 tháng là 1,4 triệu, cọc thêm 1 triệu là 3,4 triệu, em ở 3 người, mỗi người 800 nghìn trên 1 tháng. Thà tao cho mày ở nhà chăn lợn cho xong. Đa số sinh viên mới lên đại học mà đã tự lo được cho bản thân, không phải xin tiền bố mẹ thì chỉ có đi làm thêm ở ngân hàng hai chân banh chi nhánh Trần Duy Hưng bạn nhé. Khi bạn nhận ra Olaf cao 1m65 và nó còn cao hơn cả bạn. Vậy thì củ gà rốt trên mũi Olaf chắc là 40cm. Elsa 5m à? Chúc mừng bạn PP Lan đã có câu trả lời đúng, chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Còn đây là câu hỏi phần này. Hãy tỉnh táo đếm xem có bao nhiêu hình tam giác ở hình trên. Like và đăng ký kênh để nhận video mới hàng ngày nhé.